rồi mẹ đưa con đi khám bác sĩ nhé. Đi vào nhà lấy áo mẹ đưa con đi. Nhất xe với chạy khu số khó lắm nha. Hôm nay
lên một tí rồi. Giỏi mà, Kim Ngân giỏi mà. Con giỏi lắm nhỉ. Cô đi bà ngoại, bà ngoại, đi bà ngoại muốn ăn à. Tí mẹ mua quà cho đi. Không đau đâu. Không đau đâu. Tay nha. Nào 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 con đừng bóp như thế. Tí kim chọc vào đây xong. Cái tay này. Không không được đâu đấy nhá. Không đau đâu một tí thôi. Tiêm mới khỏi được, nếu không không khỏi được đâu. Một tí rồi mà, như kiến đốt rồi mà, đây này, đấy, thấy chưa? Một tí thôi. Được rồi, tiêm được rồi. Đấy, kẹo cái kìa, đấy. Cháu nhà mình đang sốt 40 độ, thế là bị viêm 18. Bây giờ cho cháu uống ngày một liều, sáng một viên, chiều một viên. Thank you.
để mình